Hôm nay thứ ba, ngày 19 tháng 3 năm 2019, lễ Thánh Giuse, Phu quân Đức Mẹ. Trích sách Samuel quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Nathan rằng: Hãy đi nói với David tôi tớ ta rằng: Khi ngày của ngươi đã viên mãn, ngươi sẽ yên nghỉ với các tổ phụ ngươi. Sau đó, ta sẽ cho miêu diện ngươi lên kế vị, và ta sẽ làm cho triều đại người được vững bền. Chính người sẽ xây cất một ngôi nhà để kính danh ta, và ta sẽ làm cho ngôi báo triều đại người được củng cố đến muôn đời. Ta sẽ là cha của người, và người sẽ là con ta. Nhà của ngươi và triều đại của ngươi sẽ vững chắc đến muôn đời trước mặt ta. Ngôi báo ngươi sẽ vững bền mãi mãi. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Miêu dê người tồn tại đến muôn đời. Tôi sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời. Qua mọi thế hệ, miền tôi loan truyền lòng trung thành Chúa. Vì Ngài đã phán, tình thương của ta đương vững muôn đời. Trên cõi trời cao, Ngài thiết lập lòng trung tín. Miêu dê người tồn tại đến muôn đời. Ta đã ký minh ước cùng người ta tuyên đưa. Ta đã thề cùng David và tôi tớ của ta rằng: Cho tới muôn đời ta bảo tồn miêu dê của ngươi, và ta thiết lập ngai bao ngươi qua muôn thế hệ. Miêu dê người tồn tại đến muôn đời. Chính người sẽ thưa cùng ta: Chúa là cha con, và Thiên Chúa là đa tàng cứu độ của con. Đời đời ta sẽ dành cho người lòng sung ái, và lời ước ta ký với người sẽ được mãi mãi duy trì. Mau duyên người tồn tại đến muôn đời. Trích thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, không phải nhờ lề luật mới có lời hứa ban cho Abraham hay dòng dõi của ông trở nên kẻ thừa kế thế gian, nhưng là nhờ sự công chính của đức tin. Vì thế, do đức tin được coi như là theo ân sủng, lời hứa cho mọi dòng dõi được vững bền, không phải chỉ cho kẻ sinh bởi lề luật, mà còn cho kẻ sinh bởi đức tin của Abraham, tổ phụ của mọi người chúng ta, như có lời chép rằng: Ta đã đặt ngươi làm cha nhiều dân tộc trước mặt Thiên Chúa, đấng ông đã tin, đấng cho kẻ chết sống lại và kêu gọi cái không có như có. Mặc dù tuyệt vọng, ông vẫn tin rằng mình sẽ trở thành cha nhiều dân tộc, như có lời đã phán với ông rằng: Dòng dõi ngươi sẽ như thế. Vì vậy, ông đã được kể như sự công chính. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Lạy Chúa, phúc cho những ai ngủ nơi nhà Chúa, họ sẽ khen ngợi Chúa đến muôn đời. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Gia-cốp sinh Giuse là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu, gọi là Đức Kitô. Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây. Mẹ người là Maria đính hôn với Giuse trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse, bạn của bà, là người công chính, không muốn tố kéo bà nên định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì Thiên Thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: Hỡi Giuse, con vua David, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh hạ một con trai mà ông đặt tên là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân mình khỏi tội. Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời Thiên Thần Chúa truyền.
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Giám mơ điều thánh thiện. Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cứ mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần dạy và đón vợ về nhà. Mát-theo chương 1 câu 20-24. Suy niệm. Trong bối cảnh xã hội có nhiều gia đình rạn nứt, ly dị, Thánh Giuse càng trở nên mẫu gương cho mọi người chồng, người vợ. Đó là mẫu gương dám mơ trong hoàn cảnh bối rối và tăm tối. Hoàn cảnh Thánh Giuse chẳng khác gì hoàn cảnh của nhiều gia đình ngày nay rơi vào. Thánh Giuse không tìm ra lời giải đáp trước sự kiện vị hôn thê Maria bỗng dưng mang thai, lại càng bối rối vì không được một lời giải thích nào từ Maria. Gia đình đang êm ả, tại sao rối bời thế này? Giải pháp nào cho hoàn cảnh này? Theo lẽ tự nhiên của một người công chính, Thánh Giuse định tâm lìa bỏ mẹ Maria, bỏ cả người con trong lòng mẹ. Nhưng thánh nhân đã không theo giải pháp dễ dãi đó. Ngài đã dám mơ ước cao hơn, mơ ước một giải pháp tốt nhất theo thánh ý Chúa, mơ ước phục hồi bầu khí êm ấm và thánh thiện trong gia đình. Giấc mơ tốt lành đó của Thánh Giuse đã gặp được câu trả lời khi biết được thánh ý Chúa mong muốn nơi thánh nhân. Đừng ngại đón Maria vợ ông về. Thánh Giuse đã tỉnh giấc và vui sống giấc mơ thánh thiện đó. Đón nhận Maria về nhà, loại trừ toan tính rời bỏ gia đình. Mời bạn, trước nghịch cảnh trong gia đình, nhiều người chồng vợ phản ứng rất đời như lìa bỏ nhau. Họ không dám có một giấc mơ thánh thiện cho gia đình. Thánh Giuse mời bạn cùng Ngài có những giấc mơ tốt lành cho gia đình. Sống lời Chúa, cùng dâng gia đình cho Chúa hằng ngày. Cầu nguyện. Cầu nguyện. Kinh hôn nhân gia đình. Lạy thánh gia, xưa thánh ca Giuse đã dẫn mẹ Maria và Chúa Giêsu trốn sang Ai Cập. Thánh gia đã chia sẻ những tân toan trong đời sống gian nan. Xin cho gia đình chúng con biết cảm thông và sống theo lời Chúa dạy trong thánh kinh, biết lắng nghe và kính trọng lúc vui cũng như khi buồn, biết nhẫn nhục và hòa giải khi tính tình và cách cư xử khác nhau, biết hiếu nghĩa và chung thủy từ trong gia đình cho tới ngoài xã hội, biết lấy gương lành mà dưỡng dục con cái. Giêsu Maria Giuse, đời chúng con sông do ba đào, xin thần linh Chúa ban ơn can đảm kiên trì. Gia đình chúng con trẻ già sung khao, xin ban ơn quảng đại thứ tha, để chúng con an vui chấp nhận lẫn nhau. Giáo hội cần nhiều tín hữu nhiệt thành sốt men, xin cho chúng con biết phụng sự tin yêu, để cùng nhau xây dựng nước Chúa muôn đời. Amen. Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu các linh hồn. Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu các gia đình. Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu gia đình con. Amen. Người công chính. Ông Giuse, bạn bà là kẻ công chính và không muốn làm ố danh bà, nên đã định bỏ bà cách kín đáo. Đây là câu chuyện duy nhất trong Tân Ước diễn tả trực tiếp về con người của vị thánh mà giáo hội mừng kính hôm nay. Thánh Giuse, bạn đức trinh nữ Maria, bổn mạng giáo hội Việt Nam, được Tân Ước gọi là công chính. Thánh Giuse không những là người để giữ đức công bình và trung thành chu toàn mà bổn phận của một người chồng và một người cha, được gọi là công chính theo ý nghĩa của Kinh Thánh là được Thiên Chúa công chính hóa, được Thiên Chúa cho tham dự vào sự công chính, sự thánh thiện của người. Vì thế, người được công chính hóa xứng đáng để Thiên Chúa yêu thương. Thương yêu thật sự về Thiên Chúa không bao giờ đóng kịch, giả vờ,
như người nào đó đáng được thương yêu, nhưng trong thực tế thì không phải thế. Trong chiều hướng tư tưởng này, gọi Thánh Giuse là kẻ công chính, Kinh Thánh muốn nói là Ngài được Thiên Chúa công chính hóa và được Thiên Chúa yêu thương, vì thật sự Ngài xứng đáng. Lần dở lại những trang Tân Ước có liên quan đến Thánh Giuse, chúng ta có thể khám phá ngay những đặc tính làm cho Ngài xứng đáng được Thiên Chúa yêu thương. Trước tiên là đặc tính hoàn toàn văn phục Thánh ý Chúa. Trong trường hợp cuộc đời Thánh Giuse, Tân Ước diễn tả Thiên Thần là người thông báo cho Ngài biết ý Chúa. Vì thế, nghe lời Thiên Thần truyền, Thánh Giuse đã bỏ ý định ly dị Đức Maria cách kín đáo. Ngược lại, Giuse đã trỗi dậy ngay trong đêm khuya để đem con trẻ và mẹ người trốn sang Ai Cập, cũng như đem con trẻ và mẹ người về nước Israel, đến sinh sống tại thành Nazareth và âm thầm nhưng ân cần lấy sức lao động nuôi sống gia đình, trải qua những tháng năm dài sau đó. Tiếp đến, Tân Ước nhắc đến Thánh Giuse trong miếng cố thất lạc và tìm gặp Đức Giêsu trong đền thánh. Qua đó chúng ta khám phá ra một đặc tính khác của Ngài, hay nói đúng hơn một đặc tính mà các thánh ký viết phúc âm chú ý nhấn mạnh là Thánh Giuse. Không một lời nói nào của Ngài được ghi lại trong Tân Ước, nhưng Thánh Giuse đã hùng hồn nói trong hành động, những hành động xem ra vô lý và đầy nguy hiểm, nhưng Ngài đã khiêm tốn, can đảm và kiên trì làm để thực hiện hoàn toàn thánh ý của Thiên Chúa. Qua đó, Thánh Giuse xứng đáng là chủ gia đình của Nazareth, một gia đình thánh thiện vì gồm ba tâm hồn luôn sẵn sàng lắng nghe và thực hành những gì Thiên Chúa muốn. Và cũng qua đó, Thánh Giuse trở nên công chính, được Thiên Chúa thật sự yêu thương. Chúng ta hãy dâng lời cảm tạ Chúa đã trao tặng Thánh Giuse cho gia đình Nazareth và đặc biệt cho Giáo hội Việt Nam. Nhờ lời cầu bào cho Thánh cả Giuse, xin Chúa chúc lành cho những người chồng, cho những người cha, giúp họ can đảm và kiên tâm chu toàn bổn phận trong gia đình. Xin Chúa cũng chúc lành cho mọi gia đình và Giáo hội Việt Nam, giúp mọi người sống xứng đáng với ơn gọi làm chứng nhân cho tình yêu Chúa. Bài trích sách Lẽ Sống.